kênh Bảo Điền Bất Động Sản xin mến chào cô chú chị. Hiện tại Điền đang có mặt ở tại ngay xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại mình đang đứng trên cái mặt tiền đường tỉnh lộ 328. Đường này là đường huyết mạch đi từ Sài Gòn, đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng xuống biển Hồ Tràm anh chị ha. Từ đây di chuyển xuống biển Hồ Tràm mất đâu đó khoảng là 15 cây số. À, mình đi hướng này cũng như là mình đi được thị trấn Phước Bủ và trung tâm huyện Xuyên Mộc ha. Đó, mình đi hướng này và đi xuống một chút xíu nữa thôi mình sẽ gặp ngay chợ Cây Điệp ha. Và kế bên đây là ngay giáo xứ anh chị ha. Dập thì nói chung là ở chỗ nào mà có giáo xứ xung quanh đa số là những người ở bên đảo là nhiều anh chị ha. Đó, nói chung là giáo xứ này cũng lớn lắm chị. Em thấy mỗi lần lễ lượt này kia ở đây rất là đông. Đó. Và hướng ngược lại đây mình sẽ đi ra chút xíu ha, mình gặp ngay vòng xoay Phước Tân. Mình đi thẳng luôn á, mình đi sẽ đi được xã Hòa Bình này và cũng như là đi được sông Ray ha, ngã tư sông Ray. Và mình rẽ trái này mình sẽ đi đường được suối Rau Đá Bạc ha, cũng như đi Châu Đức và đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn rẽ phải mình sẽ đi suối nước nóng Bình Châu ha. Đó. Cách chỗ này thì cách suối nước nóng Bình Châu khoảng đâu đó là 30 cây ha. Đó. Và sẵn đây em Điền xin giới thiệu tới cô chú chị một bức sản nằm cũng tương đối là gần cái tỉnh lộ này ha. Và đặc biệt là có sẵn cái căn nhà luôn anh chị. Đó. Sẵn căn nhà và giá đang rao bán là 1.350 tỷ. Có diện tích là 7/640, có 50 thổ cư rồi. Bây giờ em Điền xin mời cô chú anh chị theo chân em Điền ha. Nói chung là bất động sản mình thì khu dân cư rất là đông anh chị, sầm uất ha. Và có kinh doanh nhỏ lẻ rất là nhiều. Và có những cái nhà nghỉ xung quanh đây nữa đó. Đường xá thì quy hoạch theo kiểu ô bàn cờ anh chị ha. Nói chung là đường xá đẹp đẽ và thông thương, ô tô né nhau nha. Mình tới cái ngã tư thứ hai mình sẽ rẽ phải anh chị ha. Đó. Bất động sản mình tiếp giáp trên mặt tiền đường nhựa này luôn anh chị ha. Đó, khu dân cư rất là đông ha. Đó, tiện ích tiện nghi đầy đủ. Đó. Dân cư này rất là đông. Nói chung là cái khu vực này thì đang sử dụng là điện và nước máy hết rồi ha, nước sạch. Đó. Đường mình thông nha, đi tới đây chút xíu là nói chung là gặp ngã ba ngã tư rất là nhiều ha, thông thương. Đó. Quy hoạch bàn cờ anh chị ha. Đó. Thì bất động sản mình nằm đây anh chị. Đó. Từ cái ranh này ha, thẳng vào trong là sâu 40m và có bề ngang là 7m anh chị ha. Tổng diện tích là 280m², đang có sẵn là 50 thổ cư rồi. Và có sẵn căn nhà rất là đẹp mới luôn anh chị ha. Đường rất là bự. Nói chung là từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ thôi anh chị. Đó. Cái phần trước sân của mình, gia chủ mình trừa một cái khoảng sân rất là rộng, mình có thể đậu 1-2 chiếc ô tô thoải mái ha. Đây. Vào trong thì đây mái hiên. Đây. Vào trong đây thì gặp đầu tiên là phòng khách ha. Hình như lúc trước gia chủ mình cũng là một người bên đạo anh chị ha. Nói chung là cái chỗ này tương đối là gần nhà thờ, cách khoảng 200-300m thôi ha. Đó. Bất động sản này rất thích hợp cho cô chú chị nào mà có đạo ha, và muốn về đây nghỉ dưỡng này, và cuối tuần mình có thể đi biển và ra làm lễ cũng gần ha. Đây phòng ngủ nha anh chị nhé. Đây đường lối lui. Bất động sản mình thì đang có 2 phòng ngủ. Đó, 2 phòng ngủ. Và luôn phía sau đây là phòng bếp ha. Nói chung là bước xong cái nhà này á, thì mình mua vào thì mình ở liền được luôn anh chị ha. Mình về mình sửa sang bổ sung thêm những cái sơ nữa thôi là mình ở được rồi. Đó, đất mình vuông vức anh chị nhé. Lui sau tới cái hàng rào gạch đó ha. Đó. Cái ngay cột đó đó, có ngay cột bê tông đó đó. Đó, ranh mình sẽ đó ha, nó thẳng ra đây. Đó. 7m, sâu 40, 280m², có 50 thổ cư. Đất thì khu vực này đất rất là tốt và
bằng phẳng so với đường đó chị ha. Đó. Đất rất là màu mỡ. Đó. Khu vực phía sau mình có thể có dư khoảng một đất trống nữa mình tha hồ mình làm vườn ha. Đó. Rất là đẹp. Nói chung là thực sự bất động sản này gia chủ mình cũng đang kẹt tiền ha, và giá rao bán thì 1,35 tỷ. Tất nhiên là sẽ có thương lượng, nhưng mà thương lượng em nghĩ là thương lượng ít rồi, tại vì gia chủ gửi em thì 1,35 tỷ là chốt có gì. Vừa có nhà, vừa có khoảng một miếng đất trống nữa ha, làm vườn vô tư luôn. Đường nhựa, khu dân cư rất là đẹp. Thực sự là ra là cái bất động sản này rất là rẻ so với thời điểm hiện tại ha. Còn cái hướng mình đi thẳng luôn nha, đi thẳng luôn. Hồi nãy em đi đi từ bên ngoài này vào thì tỉnh lộ 328 đi vào ha. Còn mình đi thẳng luôn là giáp với nối với cái đường đường Phước Tân Hội Bài, là cái đường đó mình đi qua ngã tư Xuyên Mộc đó anh chị, cũng như là đi giao ra lại quốc lộ 5 ha. Đó. Bất sản mình thì đang có là hướng Tây Bắc anh chị nha. Sổ riêng, công chứng liền. Nói chung là ranh mốc rõ ràng, không có bị vướng tranh chấp gì ha. Như nhà bên này hàng xóm thì đang trồng nhờ đậu ha anh chị ha. Đó, trồng đậu đang thu hoạch rất là tốt ha. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm bất động sản này liên hệ em đi nha. Em này sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế, và thiện chí nữa mình sẽ đàm phán thêm với chủ nha anh chị nha. Cô chú đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của em Điền để theo dõi những video clip mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.